Người tu lo sửa lỗi mình. Đó. Lỗi người, người sửa, ta thời sửa chi? Tu thì sửa lỗi ta đi, lỗi ta không sửa, sửa chi lỗi người? Ai ơi, quét rác tại lòng. Đừng nên quét rác ngoài đồng thế gian. Tâm ta còn rác ngổn ngang, ngày đêm lo quét mới an cuộc đời. Rác đời ta quét cho vơi, bao giờ hết rác thảnh thơi an nhàn. Chuyện đời trả lại thế gian, đừng nên tiếc giữ sầu than cõi lòng. Rác đời ta quét cho xong, rác người người quét, đừng trong nhà người. Tĩnh tâm soi xét lại mình, đã an, đã tịnh, đã bình hay chưa? Hay còn sớm nắng chiều mưa, vì danh vì lợi, sớm trưa muộn phiền. Xin thực hành đi chớ nói nhiều, tranh đi luận lại có bấy nhiêu. Pháp nào hợp ta là số một, thực tu thì mới gọi là siêu. Hiểu những cái ý chúng tôi vừa mới nói không? Là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Có nhiều người có cái bệnh nặng lắm, đã vô đây tu rồi không lo thấy mình mà lo đi nhìn người ta. Còn có nhiều người còn ghê gớm hơn nữa. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Trời ơi, đi vô đây mà rình với mò không à. Từ nay cố gắng tu thân, nói năng suy nghĩ hướng phần từ bi. Đau khổ chẳng gây làm gì, ân ân quán quán ly bì về sau. Vỗ tài. Nhân duyên kiếp này gặp nhau, nếu như không thể ngọt ngào thì thôi. Phận ai nấy giữ cho rồi, đảo lai không hẹn khỏi vài trả nhiều. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Vỗ tay tiếp. Nhiệm vụ mình phải làm đi chứ. Nhiệm vụ quên hoài à. Hứa chúng tôi rồi. Hứa rồi á nghe. Hứa rồi á, chứ mày hứa rồi đâu. Hứa rồi là hôm nay đến đây để mà nghe chúng tôi giảng, để quý vị có những tràng vỗ tay cho nó thêm cái phần sôi động, năng động, không có thụ động. Thật sự ra quý vị biết không, chúng tôi hay nói một câu rằng là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại cái người nói á, cái người giảng á, thì họ năng động. Bởi vì họ hoạt động liên tục, đầu óc rồi miệng phải nói rồi diễn tả vân vân. Cho nên ở nơi đây thì cái sự hôn trầm thì miên họ không có. Với hai cái điều quan trọng nhất là gì? Là họ nói những cái điều họ thích, họ biết. Giống như những gì mà chúng tôi tâm đắc nhất, chúng tôi thích nhất, chúng tôi mới đem lên đây chia sẻ cho quý vị. Còn quý vị ở dưới nghe không có quyền chọn lựa. Hay thì cũng nghe, nhưng mà dở thì cũng phải nghe. Hay thì vỗ tay, dở cũng phải vỗ tay. Đó mới thể hiện được cái người có tu. Cái người có tu nó mới khác hơn người không tu. Cái người không tu ở ngoài, người ta khi nào những điều hay, điều phải, điều giỏi thì họ vỗ tay. Dở cái họ biểu môi, họ lắc đầu, họ chê. Đó là cái người không tu, người không hiểu đạo, họ chỉ mơ cái quả lành không. Còn mình bây giờ là cái người hiểu đạo rồi, thì chúng ta mơ cái nhân lành. Nhân lành là sao? Người ta tốt với mình tốt lại với họ là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với họ mới là người có tu. Thấy không nè?
người ta trách móc chửi mắng mình, cái mình giận lên cái mình chửi mắng lại là chuyện bình thường, thấy không nè? Người ta chửi mắng mình, trách móc mình mà mình vẫn nở nụ cười với người ta thì đó là cái người có tu. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lùi, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Thấy không? Bây giờ hát hay vỗ tay là chuyện bình thường, mà hát dở vỗ tay mới là điều đáng nói, không phải đáng trách. Trời ơi, đáng nói, đáng khen. Vì mình người tu mình có cái lòng gì nè? Lòng gì? Từ bi, đúng rồi, thương người. Mà cái lòng từ bi thương người nó phải đúng với nghĩa của đạo Phật, y chang như cái lòng từ bi của người cha người mẹ thương con vậy đó. Quý vị biết không, cái người cha người mẹ thương con, cái lòng từ bi của người cha người mẹ thương con như thế nào thì cái lòng từ bi của cái người tu Phật phải thương chúng sanh y chang như vậy. Mới có cái từ là Phật ái chúng sanh như ái tử, là Phật thương chúng sanh như thương con của mình vậy đó. Thương là sao? Thí dụ trong một nhà có mấy người con, quý vị biết không, cái người con nào xấu nhất, khổ nhất là cha mẹ thương nhiều nhất. Cái người con nào nghèo nhất, làm lũ nhất thì cha mẹ lại thương nhiều nhất. Nó là như vậy. Ví dụ mình sinh ra có hai đứa con, một đứa con thì nó, xin lỗi nha, một đứa thì nó hoàn toàn lành lặn, có đứa thì nó tật nguyền. Thì theo quý vị, người cha người mẹ thương đứa con nào hơn? Đó, nó là hai vậy đó. Rồi sinh ra hai đứa con, một đứa thì nó thành đạt sự nghiệp, gia đình, tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp nó đầy đủ hết. Còn đứa thì nó lại không đầy đủ, thiếu thốn đủ thứ. Thì theo quý vị, cha mẹ thương đứa nào nhiều? Đứa thiếu thốn nhiều, lam lũ nhiều, đứa cực khổ nhiều. Thì mình là người tu phải như vậy. Thay vì hát hay thì vỗ tay không nói, nhưng mà hát dở phải vỗ tay lớn hơn để mà thể hiện cái lòng từ bi. Quý vị mà vỗ tay lớn hơn thì gì không? Khích lệ cái người hát dở. Thí dụ nãy chúng tôi hát cái bài đó quá dở, quý vị phải vỗ tay lớn hơn. Để chi vậy? Để có cái niềm động lực lần sau chúng tôi sẽ cố gắng hát hay hơn nữa. Bây giờ để chứng minh điều đó, chúng tôi xin tặng quý vị bài hát Giọng Cổ Vui. Nay vui ghê luôn ha. Đó mới có bài Giọng Cổ Vui à. Bài này nó được viết theo cái lời của cái bài Giọng Cổ Buồn. Chúng tôi muốn cho quý vị một cái thông điệp là giọng cổ buồn á là đời, giọng cổ vui là đạo. Mấy gọi cũng có từ là gì? Đời khổ đạo vui. Thấy không nè? Đời ở ngoài kia khổ, đạo thì phải vui. Vì mình biết đạo rồi không buồn chuyện trái ngang nữa. Mình không buồn chuyện trái ngang nữa thì mình vui hay buồn? Vui. Biết đủ thì không chi phải vội vàng. Mình vội vàng đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân. Vội vàng dục tóc bóc dục luôn á, không có vội vàng. Mình biết đủ rồi không chi phải vội vàng á, cứ thông thả thanh thản tự tại mà chúng ta sống, chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông bỏ. Cái người tu Phật chúng ta là vậy. Biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Bài hát Giọng Cổ Vui xin được bắt đầu. Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc.
tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết u phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con cố gắng tu hành. Bây giờ con dứt bỏ u phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi không rời, bỏ lại dòng sống mơ giải thoát nhân nào phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành. Về đây nương giáo pháp thực hành, lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê càng mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an. Ai đã dũng tâm từ bi độ thoát trần gian đau khổ vương mang, còn sai đắm hồng trần mai thay pháp Phật ra đời. Từ tâm khai mở hiển bài tình thương, có tham mới có não phiền. Về mà nghe Phật pháp dứt trừ trầm luân. Thấy bây giờ tôi vỗ tay ít quá, chắc là hát dở. Ý quên hát hay chứ, hát hay mới vỗ tay ít mà hát dở mới vỗ tay nhiều. Lần sau phải hát dở chứ không hát hay nữa, phải không nè? Đúng như nãy quý vị nói rồi, lòng từ bi của nhà Phật là gì? Là thương cái người khổ hơn thương cái người sướng, đúng không nè? Trong gia đình như vậy, người cha người mẹ thương cái đứa con nào nó cơ cực hơn là đứa con nó sung sung sướng. Cũng vậy, hát dở thì vỗ tay nhiều hơn là hát hay. Cho nên nãy có thấy quý vị vỗ tay ít quá là biết mình hát hay rồi đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Như vậy thì mình biết đạo rồi không buồn chuyện trái ngang. Chính vì mình không buồn chuyện trái ngang cho nên mình cũng không có sợ cái quả đó đến, mà mình chỉ sợ cái nhân thôi. Cái quả thì có quả vui quả khổ, đúng không nè? Nhưng mà nhân thì nó có cái nhân gì? Nhân thiện và nhân ác. Mình nên sợ cái nhân ác hơn là sợ cái quả ác. Vì sao quý vị biết không? Vì cái nhân á, mình sợ cái nhân ác để mình tạo cái nhân lành. Mà hãy tạo cái nhân lành thì chắc chắn sẽ có quả vui. Còn bây giờ mình tạo cái nhân ác rồi, mình ngồi mình sợ cái quả ác đó đến. Nó đến không? Đến. Cho dù bài dúc lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát, quả sầu đã gieo. Chạy lên tới Ê Súp vùng cao nguyên đồi núi mênh mông mà trốn rồi thì quả nó cũng đến, đúng rồi. Chạy trời mà không khỏi nắng. Cho nên bây giờ mình không có sợ cái quả, mà chỉ sợ cái gì? Nhân lành. Sợ phải sợ cái nhân. Cho nên mới có một câu là Bồ Tát sợ gì? Sợ nhân. Chúng sanh thì sợ gì? Sợ quả. Mình lạ lắm, lúc mà làm nhân không sợ, lúc mà sân si chửi người ta chửi cho đá cái miệng, nhưng mà rồi bắt đầu ngồi đó sợ cái quả. Mình thuộc cái dạng gì biết không? Chưa đánh được người á thì mắt xanh mày tía, mà đánh được người rồi á thì hồn vía lên mây. Đúng không? Trời ơi, cho đến được người sân si dữ lắm, hùng phùng mang trợn má lên rồi giơ tay múa chân rồi dữ lắm.
Thầy ơi là thầy luôn hả? Nó như vậy đó, thầy nói trúng tim đen quá, cho nên bây giờ ngồi ơi thầy ơi là thầy. Vậy hả? Nếu đã hiểu cuộc đời là tạm bỡ, chết mang theo chỉ có tội phước thôi. Ngay bây giờ đừng ảo tưởng xa xôi, lo làm phước để yên vui hiện tại. Phước dư lại nó sẽ theo ta mãi, không một ai có thể cướp của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Gọi là phước báo, không ai có thể cướp đoạt được. Phước báo là một loại tài sản đặc biệt. Thứ nhất là đặc biệt gì? Chết mang theo. Còn tất cả những cái tài sản khác chết không mang theo. Nhưng mà phước báo thì mang theo. Điều thứ hai, các loại tài sản khác thì có thể bị người ta cướp đoạt, có thể bị hủy hoại bởi bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là gì nè? Bị hỏa hoạn. Thứ hai là gì? Lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba là gì? Trộm cướp nó lấy. Thứ tư là gì? Vua hoàng tịch thu. Tài sản chúng ta là có thể bị mất mát bởi bốn nguyên nhân đó. Nhưng mà phước báo thì sao? Không thể cướp đoạt được. Lại nữa, Đức Phật dạy Bùn nhá Bá lô cát minh Bá tích tha hôn tí ba ni năng. Cái nghĩa của câu tiếng Phạn này là gì? Phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh. Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, gặp rủi ro, gặp bất trắc, thì lúc bấy giờ chỉ có phước mới giúp được mình. Có phước có phần thì chúng ta sẽ vượt qua. Lúc đó không ai giúp được mình hết. Mà trường hợp này chắc chúng tôi nghĩ chú Nghị chú đã trải qua rồi. Tức là chú có trải qua một cái sự cố rất là lớn. Thì lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ chỉ có phước mới bào che, chở che được cho chú. Nếu không có phước thì bây giờ chắc là hương khói tùm lum hết rồi. Cho nên mình phải tin vào cái điều này. Phải tin vào cái điều mà chúng ta biết rằng là thiện ác buồn vui là do nhân lành cho quả lành, nhân ác cho quả khổ. Ta nói thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách, ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên. Mình thấu được nhân quả rồi thì không có than phiền quán trách gì hết. Vì sao nè? Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Nó hay ở cái chỗ là gì? Giữa cái đau khổ nhận cái nghiệp và vui vẻ nhận cái nghiệp đó thì quý vị chọn cái nào? Vui vẻ mà nhận. Bởi vì vui vẻ mà nhận thì cái nghiệp đó nhẹ đi, nó bớt cái tác dụng đau khổ đi. Còn mà đau khổ mà nhận thì sao? Cái quả nó nặng lắm, nó trầm trọng hơn, nó lớn hơn. Chết rồi tiền của chẳng đem theo, đừng sợ cho đi hết của nghèo. Cho được càng nhiều thêm phước lớn, nhân nào quả nấy nó dẫn theo. Làm phước vốn lời thêm gấp bội, những người làm phước chẳng khi nghèo. Muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Quan trái cởi ra chớ buộc vào, đời người tựa thể giấc chim bao. Hơn thua rồi cũng buông tay trắng, uổng kiếp đời ta mãi lộn nhào. Thế thường thù ghét tố tụng nhau, tranh chấp lợi quyền chỗ thấp cao. Gây nghiệp tạo nhân nhiều quả báo, luân hồi đền trả mãi ra vào. Biết tu tha thứ tháo buông ra, mang kiếp làm người khổ lắm a. Dù nợ tiền khiên chi cũng bỏ, từ bi hỷ xả bỏ buông ra. Khẩu quyết của chúng tôi là gì? Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông bỏ.
danh lễ đến rồi danh lễ đi, ham chi một chút nhất hay nhì, đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao, quán thù chi để khổ lòng nhau. Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào, kiếp này kiếp khác luân hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Nghe lời Phật dạy hãy tu màu, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao. Chúng ta chung sức hãy cùng nhau dựng xây thế giới đẹp muôn màu, nơi ánh đạo vàng lan biển rộng, không còn thấy nữa cảnh thương đau. Ở đây chúng tôi khuyên quý vị, vật chất, tiền bạc chỉ là phương tiện để giúp chúng ta sống, không phải là cứu cánh mục đích để chúng ta đạt được, để rồi chúng ta không mang theo. Đừng quá nô lệ đồng tiền, lu mờ đức tánh đảo điên cuộc đời, biết đủ đạo đức sáng ngời, tâm hồn thanh thản, cuộc đời an vui. Nhìn xuống, nhìn tới, nhìn lui, thấy mình có phước là vui lắm rồi. Bởi trong cái cõi luân hồi, gieo nhân gặt quả, xa xôi là gì? Đạo Phật là đạo từ bi, lời dàn Phật dạy hãy ghi vào lòng. Đừng vì tham vọng lòng vòng, quên gieo phước đức chỉ mong cầu tài. Nhân quả không từ một ai, có phước cũng phải tiêu xài giản đơn. Đừng đua đòi tính thiệt hơn, sẽ gây tổn phước, cô đơn lạnh lùng. Kiếp trước có tu mới được vào, kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải, tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình tuổi dân tèo. Kính thưa quý vị, thời gian đã 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi chia sẻ một cái bài pháp tựa đề rất là đơn giản, đó là tạo phước hay cầu phước. Và chúng tôi muốn tranh cho quý vị một cái thông điệp là chúng ta đến chùa để tạo phước, chứ không phải để cầu phước. Người ta khuyên rằng là muốn có phước thì tự mình phải tạo, từ việc làm cho đến hành vi, trong thân tâm không thủ đoạn so bì, sống chánh chơn, cuộc đời ngay thẳng. Phải nhớ, muốn có phước tự mình phải tạo. Phước này nếu mình không tạo mình không có. Cầu thì không bao giờ được, mà tạo thì chúng ta sẽ được. Như câu chúng tôi hay nói là gì? Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Thôi thì bài giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Quý vị cho phép chánh định được khép lại. Hẹn quý vị một dịp sau trở lại sẽ chia sẻ Phật pháp đến quý vị. Mong rằng trong thời giảng vừa qua, nếu có điều chi sơ sót, mong trên là thượng tọa trụ trì cùng đại chúng niệm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định nói lời tri ân đến thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đại chúng đã cho chánh định một khoảng không gian thời gian vô cùng tuyệt vời để hoàn thành sứ mệnh bài giảng hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.